Và hôm nay là một trong những người được sở hữu chiếc Mini 4 Pro này đầu tiên. Tôi sẽ hướng dẫn anh em những cái bước cơ bản để chúng ta có thể lần đầu sử dụng chiếc Mini 4 Pro này nhé. Với Mini 4 Pro chúng ta có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng mà những thành phần chính chúng ta sẽ đều có một chiếc flycam và một chiếc tay cầm. Với những sản phẩm mới này thì khi mà chúng ta đập hộp ra thì đầu tiên anh em phải tháo bảo vệ cánh này, tiếp theo là tháo bảo vệ gimbal và các miếng xốp bảo vệ gimbal. Và với một sản phẩm mới như chiếc Mini 4 Pro này thì các bạn phải cần active trước khi sử dụng nhé. Trước khi active anh em hãy sạc đầy flycam nhé, sau đó khởi động cả flycam và tay điều khiển. Trên tay điều khiển chúng ta hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên chọn ngôn ngữ, chọn đất nước, kết nối với wifi ở gần nhất với bạn. Sau đó là chọn múi giờ. Khi mà đã chọn đúng múi giờ rồi anh em nhấn vào confirm nhé. Đăng nhập tài khoản DJI, hoặc không chúng ta có thể tạo một tài khoản DJI ở trên góc bên phải của màn hình. Sau đó là những hướng dẫn sử dụng cơ bản, clip, vân vân và mây mây. Khi đã được vào giao diện của app DJI, anh em nhấn Join để kích hoạt bảo hành. Cuối cùng là một thông báo hiện Active và chúng ta cần nhấn Active là xong. Trước khi bay, hãy tháo rời nắp gimbal, kiểm tra thẻ SD và xem các cánh quạt cũng như pin đã được sạc đầy hay chưa. Sau đó hãy đặt Mini 4 lên một mặt phẳng và hướng mặt thiết bị ra ngoài. Cài đặt tay điều khiển về chế độ Normal cũng như là mục Safety. Cài đặt phần Obstacle Avoidance Action về Bypass nếu muốn flycam tránh vật cản, hoặc Brake nếu muốn flycam dừng ở trước vật cản. Và cài độ cao RTS cao hơn tòa nhà hoặc vật thể cao nhất xung quanh bạn. Hướng dẫn bay cơ bản: hãy chọn một khu vực thoáng, ít chướng ngại vật để cất cánh. Lưu ý khi cất cánh, trước khi cất cánh vui lòng kiểm tra không gian xung quanh bạn và độ cao an toàn. Hãy đợi GPS chuyển sang trắng trên 10 hãy bắt đầu cất cánh. Check kỹ thiết bị trước khi cất cánh. Với những vật cản quá nhỏ hoặc trong môi trường ánh sáng yếu, máy bay cũng khó có thể nhận ra vật cản. Nếu được, hãy luôn giữ hướng của tay điều khiển luôn hướng về phía flycam để có đường truyền sóng tốt nhất. Đầu tiên là cất cánh tự động. Ở phía bên trái, nhấn và giữ để cất cánh tự động. Và sau khi đã cất cánh tự động thì icon sẽ tự động chuyển thành hạ cánh tự động. Và nút đó chúng ta sẽ làm tương tự để tự động hạ cánh. Đối với cất cánh thủ công, anh em để cần gạt xuống phía bên dưới, vào trong hoặc ra ngoài, sau đó cánh quạt sẽ khởi động. Sau đó anh em để cần gạt bên trái lên để máy bay cất cánh. Khi đã cất cánh, cần gạt bên trái giúp anh em điều chỉnh độ cao và hướng của máy bay. Cần gạt bên phải để đưa máy bay tiến, lùi hoặc di chuyển sang hai bên trái, phải. Sau khi bạn đã khởi động motor nhưng chưa muốn cất cánh, bạn có thể đẩy cần gạt bên trái xuống để dừng motor. Nút RTS trên tay điều khiển để dừng máy bay lại trong các quá trình bay tự động. Nếu trong trường hợp tín hiệu GPS yếu, là bản bị nhiễu loạn hoặc ánh sáng xung quanh không đủ để bạn xác định vị trí của thiết bị, máy bay sẽ tự động vào chế độ Altitude và không thể tự dừng cũng như là lơ lửng tại chỗ. Để tránh những tai nạn không mong muốn xảy ra, bạn hãy cho thiết bị hạ cánh xuống địa điểm an toàn càng sớm càng tốt. Smart RTS. Nhấn vào nút RTS trên màn hình hoặc là nút RTS trên tay điều khiển để bắt đầu chế độ RTS. Khi mà flycam chúng ta chỉ đủ lượng pin để bay từ điểm bay về với biển home point thì nó sẽ hiện lên cho em một cái cảnh báo để chúng ta có thể là bật chế độ auto return home để bay từ điểm bay về home point. Tiếp theo, trường hợp thứ hai là khi mà điểm bay của chúng ta chỉ đủ pin để hạ cánh ngay lúc đó thì nó sẽ hiện cho em một cảnh báo để hạ cánh ngay lúc đó, và anh em cũng có thể làm chậm quá trình này. Và cuối cùng là khi mà tay điều khiển chúng ta ngắt kết nối với flycam thì flycam sẽ tự động vào chế độ RTS để thể tự bay về điểm home point. Chụp ảnh và quay phim. Nút chụp nằm ở phía bên phải của góc tay điều khiển. Nhấn giữ nửa nút chụp để kích hoạt autofocus và nhấn một lần để chụp ảnh. Nút quay phim được đặt ở phía góc trên bên trái của tay điều khiển. Nhấn để bắt đầu quay và nhấn một lần nữa để dừng. Bạn cũng có thể điều chỉnh góc của gimbal và điều khiển camera bằng cách sử dụng bánh xe với bên trái và zoom bằng bánh xe với bên phải. Nhấn vào nút Portrait trên giao diện để đổi sang khung hình dọc.
nhấn vào biểu tượng album để xem, tải xuống ảnh hoặc clip đã quay và nhấn vào góc dưới bên phải để điều chỉnh thêm về thông số. Tải ảnh và video về điện thoại, bật nguồn Flycam, sau đó là Wi-Fi và Bluetooth trên điện thoại. Với anh em dùng Android thì anh em cần bật thêm tính năng vị trí, mở ứng dụng DJI, sau đó sẽ có một thông báo hiện kết nối với Flycam. Truy cập vào album và tải dữ liệu anh em cần về máy. Gấp các cánh của máy bay lại, gắn nắp bảo vệ gimbal, xếp gọn các cánh quạt vào phần chính giữa của thân máy bay và đóng nắp bảo vệ cánh quạt. Tránh các vật nặng đẩy lên flycam. Và đối với cánh quạt hay như ốc vít chúng ta nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ đều được tặng kèm ở trong khi anh em mua flycam. Thì bất kể khi nào mà cánh quạt hay là ốc vít của chúng ta có tình trạng là hỏng, hóc hay là sức mẻ gì đó, chúng ta hãy thay ngay một chiếc cánh quạt và ốc vít mới nhé. Và lưu ý cho anh em khi gắn cánh quạt thì cánh quạt của DJI thường có cánh quạt A và B. Anh em hãy để ý để có thể gắp cánh quạt A và B cho đúng nhá. Và trên đây là một số hướng dẫn cơ bản cho anh em mới sử dụng chiếc Mini 4 Pro này. Và nếu anh em có thắc mắc gì hãy comment xuống bên dưới nhá. Hãy cho chúng mình một like, một share, một subscribe để đón chờ những video sau nhé.